Đầu tiên là kiểm tra phần sở hữu riêng. Đối với phần thô, các bạn hãy kiểm tra xem tường có bị nứt hay không. Nếu nứt, hãy yêu cầu sơn lại để tránh thấm nước làm hỏng sơn. Tiếp theo, bạn hãy kiểm tra xem bề mặt tường và trần tường có đồng màu hay không, có bị xước hay không. Đối với khu vực bếp, đặc biệt là những căn hộ có tháp bếp, hãy kiểm tra xem các căn hộ có tháp bếp đã có bị nứt, gãy và thẳng hàng hay không để yêu cầu chỉnh sửa luôn. Đối với hệ thống điện nước, khi nhận bàn giao, chủ căn hộ phải yêu cầu chủ đầu tư bàn giao bản vẽ toàn bộ hệ thống điện nước và các danh sách nội thất có sẵn trong căn hộ. Kiểm tra xem số lượng ổ điện, vị trí ổ điện có được bố trí hợp lý hay không để kịp thời yêu cầu thay đổi cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình. Kiểm tra xem điều hòa có chạy ổn định hay không, cục nóng điều hòa có bị dò dỉ hay không. Nếu căn hộ được bàn giao bình nóng lạnh, hãy kiểm tra toàn bộ đường ống và hỏi xem hệ thống đã được trang bị dây lạnh chống giật hay chưa. Đối với phần nội thất căn hộ, đối với những căn hộ đã được bố trí sẵn tủ, bàn, ghế, hãy kiểm tra xem cánh cửa tủ và ngăn kéo khi mở có bị rít hay kẹt hay không. Kiểm tra toàn bộ phần sàn gỗ của các phòng có bị ép, lún, phồng, ọp ẹp, sứt và có khe hở với len tường hay không, có bị rột do thấm nước hay không. Phần cửa các phòng có bản lề hay chưa, các cửa trượt có bị lệch gen hay dễ dàng đóng mở hay không, tay nắm, ốp vít có bị hoen gì hay không. Kiểm tra ban công có bị bẩn, hệ thống thoát nước có ổn định hay không để tránh nước tràn vào làm hỏng sàn gỗ. Kiểm tra hộp phòng cháy chữa cháy, thử chuông báo cháy để xem có hoạt động không, thử đầu phun nước khi có hỏa hoạn, mở hộp cứu hỏa ở hành lang, vị trí gần căn hộ nhà mình nhất, xem các thiết bị cơ bản như vòi nước, búa chữa cháy đã có hay chưa. Quá trình đóng mở cabin có bất thường hay không? Lúc bấm thang máy xuống có đúng tầng, đúng sảnh hay không? Lúc này thang máy mới hoạt động cho nên trước khi bước vào thang máy, dù có vội vàng đến mấy, cư dân cũng nên xem xét kỹ cửa cabin, đóng, mở. Thang máy đã lên đến nơi hay chưa? Điều này cực kỳ quan trọng và nên lưu ý để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Trên đây là toàn bộ những chia sẻ của Tesla Home dành tặng cho tất cả các khách hàng đang chuẩn bị nhận nhà từ chủ đầu tư. Hy vọng rằng với những chia sẻ này có thể phần nào giúp khách hàng có được những kiến thức cơ bản và thiết yếu nhất khi nhận nhà mới về tay. Hoặc để chắc chắn yên tâm, hãy liên hệ ngay với TH Home để được cung cấp dịch vụ nhận nhà hoàn toàn miễn phí với đội ngũ kỹ sư dày dặn kinh nghiệm nhất. Hotline của chúng tôi 0962 511 511. TH Home luôn bên bạn từ những viên gạch đầu tiên cho căn nhà mơ ước. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ lần sau.